Thì lúc này mình đang nói chỉ cái máy quay nó gắt, thì bán kỳ thứ nhất này nó sẽ chạy như thế này, đây chạy qua đường này, nó sẽ đi qua ốc và trở về đây, trở về theo cái đường dây đen mình vẽ này, về âm nguồn ở đây đấy, nó sẽ chạy qua được đấy. Thật ra mà nói cái mạch này mình thiết kế ra ấy, bao gồm tất cả cái này ấy, là mình sạc bằng âm điện âm, tức là nắn điện âm, nắn qua diode bằng điện âm chứ không phải là nắn qua dương như kiểu mình các cái áp sạc ác quy bình thường. Thì lúc đấy các bạn sẽ có cho các bạn là hai chế độ đấy, tức là sạc luôn, mình cái biến áp này đấy, mình cần công tắc này đảo đi đảo lại là nó sẽ sạc rồi. Đó. Nó chỉ có vậy thôi. Còn nhiều bạn mà nói tại sao các cái chân này vẫn đấu, chân B này vẫn đấu mà không sợ nó chậm đúng không? Tức là cái lúc lúc mà sạc ấy thì nó ngắt này, tức là nó không cho điện 12V, mình ngắt rồi mà, ngắt bên này và đóng bên này thì không cho điện 12V vào cái bo mạch này, thì cái tần số ra nó không không có cái tần số ra cho con sò này để hoạt động nữa. Cho nên các bạn yên tâm, mình đã làm hàng hàng mấy chục cái rồi chứ không phải là ít. Đây, nói như thế này. Kể cả cái mạch này nó cũng giống thôi. Cái mạch này nó cũng chẳng khác gì. Chẳng qua là người ta làm cho nó gọn lại thôi. Cái mạch này này, nhìn nó khác nhau chứ. Một bên là hình chữ nhật, còn một bên là hình vuông. Chẳng qua là nó giống nhau thôi. Tất cả các linh kiện không chẳng khác gì ở trên này. Đây. Đấy. Đây. Và các bạn lưu ý rằng cái ắc quy của các bạn mà hết ấy, là nó không vào đâu, tức là khi mà các bạn cắm điện này là chưa chưa có cái gì cấp cho relay, là điện nó chưa chưa ra như thế này, tức là mình quẹt relay cũng không có và cũng không có điện ra đây. Kể cả các bạn bật đường kích đường sạc thì các bạn chưa cắm ắc quy là nó chưa có điện ra đây. Đấy, nó chưa có điện ra thì đây như thế này, kể cả quẹt như thế này lửa nó cũng không ra. Đấy, lửa nó cũng không ra. Thì khi mà các bạn kẹp vào ắc quy cái thì nó mới có điện cấp cho cái relay như lúc này mình nói ấy. Đây. Đấy. Tức là khi mình đóng công tắc cái mà ắc quy mà mình chưa cắm vào ấy thì nó không có điện để cấp cho cái relay này. Đấy, ắc quy mà chưa cắm. Chẳng hạn mình ngắt cái ắc quy ở đây chẳng hạn, thì ắc quy chưa cắm thì nó làm gì có cái điện cấp cho cái relay này. Nó không chưa có điện cấp cho relay này thì điện 220 nó chưa vào được. Nó sẽ chưa chạy chạy vào được cái biến áp này để có điện sạc, để có điện ra ở đây chưa có. Cho nên mình các quy của các bạn mà hết kiệt ấy nó sẽ không khởi động được đâu. Ác quy của bạn phải còn một tí điện, tức là còn ít để khởi động cái relay, phải đóng hai đây đấy. Là lúc này là relay là đóng, nó relay là đóng thì đã thả ra được rồi, tức là điện đã có rồi đấy đấy, đấy. Chỉ cần chạm cái thôi, dùng cái dòng điện 9V để khởi động cái relay cái là 9 đến 8V, không biết là 6V có khởi động được không? Để mình thử. Cái này là sau mình chậm phát là nó ngắt luôn. Ngắt tức là nó chậm cái là nó không có điện để cấp cho relay này nữa. Tức là khi mình lấy hai cái kẹo ắc quy này mình chạm vào đây cái là nó chậm cái thì nó mất hết điện. Mất hết điện thì không có điện cấp cho cái relay này. Đấy, cho nên là cái này là nó chống được coi như là chống chập cái này, nên chẳng hạn như mình cắm mà mình nhớ mà mình làm chập hai cái này cái là nó ngắt luôn này. Đấy, nó ngắt luôn, ngắt luôn. Khi mà mình kẹp vào ắc quy cái là nó lại có. Giờ mình quẹt này, thấy chưa? Đấy, nó ngắt đấy, mình quẹt lâu quá là nó ngắt đây, nó chỉ có vậy thôi. Đây, có một điều rằng các bạn không được cắm ngược nhá, cắm ngược là nó nổ đấy. Mình đang thiết kế cái cắm ngược nhưng mà chưa có cái loại diode nào nó to to tí để mình làm cho nó cắm chống cắm ngược, tức là loại này nó vẫn cắm ngược đấy. Giờ sạc này đấy, kích này đấy. Chỉ cần như thế đấy, nhỏ này. Cái này là 250W thoải mái, xem tivi cắm quạt các thứ này. Giờ mình test cái bóng
6W như thế này. Cái bóng đúng rồi, đây. Bóng này bóng 60W. Đấy. Đây là bên sạc nhá, bật xuống bên dưới mình làm bên dưới là sạc. Lên trên thì này kích ra. Đấy. Bóng 60W sáng tung luôn. Đấy. Giờ mình sẽ thử cái bóng 200W thêm để xem nào. Xem nó thế nào nào. Này 260W này. Cái này đang 260W này. Úi. Rồi bên này là sạc. À đây kích yếu hơn. Sạc. Tức là sạc bên bên sạc là cái dòng điện 220 nó sẽ chạy ra thẳng thẳng ở đây. Điện lưới, tức là điện lưới thì sẽ chạy thẳng. Bên này là kích này. Đây. Các bạn thấy chưa? Hai vòng sáng chưa? 260W rồi đấy. Nhưng mà mình chỉ tính cho 250W thôi. Cái đấy có dùng quá thì cũng quá tải rồi à, một ít thôi, lệ dùng đến khoảng 270W thôi. Này, này, biến áp làm ngon lành, đồng đang hoàng. Xem nào có đặt hàng thì đặt, mà cũng không đặt hàng thì muốn vọc thì làm theo mình. Có gì? Có gì anh em cứ comment bên dưới. Và nếu mà không thì gọi thằng số điện thoại này, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Rồi, ok. Bye bye các bạn nhé.